Nay em lên cho mọi người một cái lô kéo bướm này với một cái kéo tỉa là thì em bán cho anh em mình về vệ sinh lại ha. Này thì em bán cho anh em vệ sinh lại thôi, tình trạng của mình thì nói chung là anh em mình về vệ sinh lại là xài ngon lành nha. Nên còn những cái kéo bướm của Nhật ha, một chữ rõ ràng đầu tiên ha. Em mua cho mọi người là cái này đó. Hình thức một chữ nằm trên này nha anh em đó. Phần lưỡi là anh em về mình tán cái này lại một tí đó. Ngon lành ha. Này lưỡi này, cái này hôm trước em về theo cái thùng á, hôm nay cái này thì nó ấy anh em về mình tán mình chỉnh lại nha. Đây bán nguyên bộ combo giá rẻ này cho anh em về vệ sinh với lại mình chỉnh sửa. Dài 18 sen ha, con bướm này 18 sen này. Rồi con này rất đẹp nè anh em, này con này kiểu dáng đẹp này. Màu da của mình là màu da rin luôn đó, đen xì ha, logo một chữ. Này phần lưỡi đó, mẻ nhẹ đến cái đầu mũi một tí thôi, anh em mình về mình hạ xuống tí là ok thôi ha. Đó. Đây con này nó cũng dài 18.5 ha, dài 18.5 luôn. Con thứ hai, con thứ ba cũng vậy nha anh em, con bướm này thì nó dài được là 18.5 và 19 sen luôn đó. Đây logo một chữ hai bên, một bên này nè hai bên ha. Đó. Đây mũi kéo, đầu mũi có mẻ nhẹ một tí thôi ha. Ba con thứ tư đó, đây bướm ha. Đó. Đây, con này lưỡi nó bị râm mẻ như thế này ha. Đó. Dài được là 17 sen, dài 17 sen ha, một chữ rồi ok hết ha. Đó. Rồi cây thứ năm ha, đó sơn màu đỏ bên ngoài. Cái này thì nó dài được là 16 sen ha, dài được 16 sen. Cái thứ sáu đây một chữ, nên mình về vệ sinh lại ha. Dài 16.5, 17 sen. Rồi cái thứ bảy là cái kéo tỉa, đây cái kéo tỉa ha, không có chữ anh em, nó có không có chữ. Về anh em mình chỉnh sửa lại ha. Dài 20 sen. Đó. Thì cái bộ combo 7 chiếc nha anh em. Đó 7 chiếc ha. 1 nè, 2 nè, 3 4 5 6 7. Đó, bộ 7 chiếc này giá của mình là 600.000, chuyển khoản em bao ship luôn nha. Đó. Anh em về vệ sinh là ha, 600.000. Tính ra có vài chục nghìn cây thôi, chưa tới 100.000 cây ha. Đó. Rồi thì em xin kết thúc clip tại đây ha, hẹn mọi người vào clip tiếp theo.